khác so với những con khác. Nó chỉ có mình gọi một cái adapter này thôi. Còn nếu như mà một con ở như vị trí ngoài kia thì nó sẽ có một cái converter ở đây. Converter thì lúc nào converter nó cũng sẽ là có thêm một cái adapter của cái converter đó nữa. Để nuôi nguồn cho nó và không phải là nguồn 22 220 á. Là cái cục adapter này là lấy điện từ cái pin đó luôn hay sao? Cái pin này, cái đây là cái đèn nó riêng biệt với cái camera. Cái đây là cái hộp của camera. Còn đèn của mình á, toàn bộ đèn mình không có cái hộp nào hết á. Đèn của mình là đèn của mình đang có hệ thống đèn, mình có hai tấm pin và nó có một cái cục pin đó, vị trí pin đó nằm ở trên đó. Cái quy á dưới cái tấm pin luôn. Cục à giống như là ắc quy á. Cái này là ban đêm là nó rồi nó sẽ sạc điện vào đây xong rồi vào cái ắc quy đó tối nó sẽ xả ra. Ý là nó sẽ có cái timer nó chỉnh cho nó cần biết. Đúng rồi, hiện tại là nó đang theo như nhà cung cấp đang báo thì là cái phần trên này á, nó đang chỉnh là khi mà cái ánh sáng hấp thụ dưới 10V thì nó sẽ sáng. Dạ, cảm biến sáng. Nó chuyển đổi ở dưới quang năng nó dưới 10V thì nó sẽ sáng. Nó cảm biến chứ không phải là cài đặt thời gian, không có cài đặt thời gian. Nên là có con thì sáng trước có con sáng sau ấy, có nghĩa là có vùng mà nó tối trước vùng tối sau. Thì ra mình thấy nó không sáng đều nhau. Cái lúc mà mình ngày bữa có hỗ trợ cái dụng cụ thì cắt cây cỏ được không nha? Cái cỏ này cái phần mà mặt bằng này á là thì bên anh á là chỉ là đi khoan cọc và lắp pin. Còn cái phần mặt bằng là bên Hacom xây dựng, là Hacom xây dựng bàn giao cái mặt bằng cho bên anh. Giờ kêu bên anh chỉ có việc hoàn trả bưng cấp các thứ đi đầm lèn các thứ thôi. Còn phần mà cỏ này nó lên thì chắc là thôi bên đầu tư.